Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hệ thống Houston Fast. Hiện tại là Trúc Liễu đây. Hôm nay Trúc Liễu sẽ làm một clip để giới thiệu cho các bạn về dòng xe Sachi. Thì hiện tại là dòng xe Sachi giá đang rất là bình ổn, không như là dòng xe Vario hiện tại giá đang có xu hướng là sẽ lên ha. Còn dòng xe Sachi thì giá vẫn giữ nguyên, không có tăng lên, không có tăng giá cao như những dòng xe khác. Đây là dòng xe Sachi tư nhân, màu này là màu sơn 3D ha. Hiện tại là tất cả các màu sơn 3D bên cửa hàng Trúc Liễu đang đồng giá là 53 triệu đồng đối với bản tư nhân, còn đối với bản chính hãng thì tầm khoảng 50 triệu đồng thôi ha. Liễu sẽ báo giá trước và đi vào giới thiệu từng màu sau. Đây là màu này là màu trắng đỏ. Màu trắng đỏ này đợt này Liễu cũng có rất là nhiều khách đặt cái màu này nha. Tại vì cái màu này rất là lạ nè. Đầu tiên là cái tem của nó sẽ là màu đỏ. Tại đợt trước giờ bên Liễu hay lên cái tem Sachi là màu đen chứ không có lên màu đỏ. Thì đợt này là bên Liễu cách tân hơn một chút, lên cái tem màu đỏ như này để cho các bạn cảm thấy là mới lạ hơn một chút. Thì năm mới mà mọi thứ nó sẽ mới lạ hơn ha. Và đặc biệt hơn nữa là cái màu đỏ này sẽ là màu đỏ tươi. Thì đợt trước đây bên Liễu hay lên màu đỏ là màu đỏ đô hoặc màu đỏ mận á. Nên là đợt này là thay đổi một số chi tiết mà đang được rất là phản ánh rất là tích cực với cái mẫu xe như thế này ha. Là màu này 53 triệu đồng ha. Và các bạn thích chính hãng thì có tầm khoảng là 50 triệu đồng thôi ha. Tiếp theo qua màu hàng em màu sơn 3D như thế này, bao gồm là màu này là màu xanh dương này, tím bắt theo, màu hồng. Thì Liễu sẽ giới thiệu sơ qua từng màu một ha. Đầu tiên là một em màu này là màu xanh dương. Màu xanh dương này thì cũng không còn quá là xa lạ đối với lại khách hàng nữa. Thì nó có ở cả màu, có ở cả xe Sonic này hay Vario thì bên Liễu cũng đã từng lên màu như thế này rồi. Thì màu này có ở cả bản chính hãng, cả bản tư nhân ha. Tiếp theo qua ba em màu tím pastel. Tím này là màu dạng tím sữa các bạn. Nhưng mà cả vẹt em Mazda là màu tím đen nha. Thế nhưng là tùy vào cách gọi của các bạn về cái màu tím như thế này. Cũng giống như những màu xanh thôi. Bên màu xanh thì như xanh xi măng, xanh lục bảo hay là xanh chuối thì tất cả các màu đó đều là ra màu xanh đen hết. Nhưng mà Liễu hay gọi là màu xanh này xanh kia để phân biệt giữa các màu xanh với nhau thôi ha. Ok, màu tím. Bên Liễu có lên một số phụ kiện bao gồm chống trộm hay là mấy cái ốp titan như thế này thế kia, cho nó thêm con xe chúng ta trở nên là phong cách hơn, đa dạng màu sắc hơn ha. Tiếp theo có một em màu hồng sữa. Em này thì cũng vậy, cũng có ở cả bản chính hãng và tư nhân. Đây là màu sơn 3D luôn ha. Các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà sở hữu màu sơn 3D bên cửa hàng Trúc Liễu. Bởi vì cửa hàng Trúc Liễu có bảo hành nước sơn luôn cho các bạn. Và bảo hành máy móc kể cả đối với xe nhập khẩu luôn nha. Vẫn có bảo hành máy móc cho các bạn ha. Tiếp theo có một em màu trắng hồng. Em này rất là lạ nè. Đợt này Liễu đã có khách đặt màu này rồi nè. Màu này rất là lạ. Đối với các bạn nữ mà kiểu thích phong cách nhẹ nhàng cá tính thì chúng ta... thích phong cách cá tính của cái dòng xe này á, thì chúng ta nên sở hữu cái màu như thế này. Nhìn rất là đẹp, rất là lạ luôn. Nhìn lúc xe chúng ta lúc nào cũng kiểu mới mới mà không bị lỗi thời á ha. Thích màu tím đậm, trung thủy thì đây các bạn. Tím này là tím đậm ha. Tím này tím đậm, tím trong thì các bạn, một số các bạn hay gọi đây là màu tím candy. Đợt này Liễu hay thấy có một số khách hay gọi màu này là màu tím candy nè. Đó, hay là một số như là màu cam. Bên Liễu vẫn còn rất là nhiều màu khác nữa. Thì những bạn nào mà thích mẫu như thế nào thì cứ mạnh dạn gửi mẫu qua cho Zalo Trúc Liễu với số điện thoại là 0383 835 066. Cứ gửi mẫu qua đó hoặc là Liễu sẽ gửi mẫu qua cho các bạn tham khảo chọn màu sau. Hoặc là các bạn thích mẫu như nào thì thiết kế cái mẫu, tự thiết kế cho bản thân một cái mẫu xe thì cứ gửi qua Trúc Liễu, chúng mình sẽ lên mẫu theo yêu cầu của các bạn luôn ha. Và đối với dòng xe Sachi thì các bạn mua gốc chỉ cần đưa trước cho bên Trúc Liễu tầm khoảng 7-8 triệu trở lên thôi thì chúng ta lên hồ sơ giả gốc được rồi. Hồ sơ thì cần chứng minh nhân dân gốc là được rồi ha. Và những bạn nào mà ở xa mà tới cửa hàng mua xe có liên hệ cho Trúc Liễu sẽ được hỗ trợ cho các bạn là 1 triệu tiền xăng xe đi lại nhé. Cửa hàng của Trúc Liễu là nằm trên đường quốc lộ 14 thuộc khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Trúc Liễu và Hiếu Thành Phát trong thời gian qua. Cứ liên hệ qua Trúc Liễu sẽ được hỗ trợ giảm giá thấp nhất nhé. Cảm ơn các bạn.